Cháu đã thu xong cây muôn mởn đây này, rồi sau cắt xong lâu rồi còn lác đác vài cái quả eo đèo là người ta không ấy rồi. Đấy. Nói chung là vừa này vẫn đẹp, vẫn cứ phong độ vậy. Đó, cây nào cũng có trái, cây nào ít thì cũng phải 40 trái, 50 trái, 30-40 trái. Rồi, ví dụ cái này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 trái ha. 43 trái thì mình có tính nó cũng khoảng một tạ đấy. À, gai góc đây. À, bác nào mà nói bảo gai như thế này, thái như thế này là xanh nhá. Thái gai như thế này nhọn gai, đều gai, không nù gai. À, là xanh là đẹp, mình không biết thì thôi, đừng có nói. À, bạn không 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 mình không biết thì mình xem đi. Thế lại bảo da như da bò thì cái màu này này. Cái thái nào mà xanh như kiểu kiểu G6, G6 nó xanh kiểu kiểu G6 khác. Còn nếu mà làm sầu riêng thì hắn nói, còn chưa làm á thì mình đừng có bình luận hay là cái gì đả kích. Nghe nó không có hay lắm. Cái màu da thái như vậy là đạt lắm rồi. Chứ nó không có đỏ chọc lên ha. Mình nhìn cái gai nó lên thế này. Đấy. Nó sáng, gai nhọn. Cái gai này nó vẫn còn đang hơi to rồi đó ha. Nhưng mà nó vẫn đạt để tiêu chuẩn để mình đi đi xuất khẩu. À, đây này, ví dụ như này. À, còn như thế này là xanh rồi. Bây là có là màu nó là xanh, còn nó phải màu ngà ngà như thế này chứ làm sao mà đòi xanh ngắt lên hả? Ở đâu ra? Đây ví dụ như màu của G6 thì nó lại sẽ xanh khác. Đây, của G6 thì nó sẽ màu xanh khác. Đây. Xanh của G6 như thế này. Nó xanh hơn. Quả nào nó chín thơm đấy. Vì là mình nói đến cái vấn đề là chống phần úng nước là một phần. Nhưng mà cái phần quan trọng nhất, phần quan trọng nhất của cái đấy, có nghĩa là phân bón. Hôm qua có một anh nhắn tin kêu em ơi tại sao anh mua phân này lần kia anh bón nó không có tan, mưa mấy trận nó không có tan. Rồi có một anh nhắn tin em ơi anh mua phân về mấy bao đầu thì thấy ok lắm, xong mấy bao sau nó làm sao ấy. Thì mọi người đã bỏ đồng tiền ra. Đây, gai này nên là đẹp nhá. À, đấy ra đừng có bảo đây, nếu mà bảo ra là như da bò thì làm thì được như da bò như này đi đã. Đó, thì cái phân bón, phân lựa chọn cái phân hư phân bón của mình thì thường thường như em thì NPK thì mọi người cũng xài như vậy rồi. Một số cái hãng nó chuyển, chúng ta chuyển tay nhau về ra ra cả Xeni hay BM hay phân của Nga nó đều ok hết, thì chúng ta lựa chọn cái phân nào giá thành nó rẻ hơn hiệu quả hơn thì chúng ta bắt đầu là mua. Còn bên cạnh đó là cả phân hữu cơ, nó rất là nhiều hãng của Hà Lan này, của Bỉ này, của Nhật Bản này, của Hàn Quốc này, của Úc này, của Na Uy này. Đó, rất là nhiều. Nhưng em thì em làm đa phần là em sẽ lựa chọn cái phân bỉ. Bởi vì sao? Bởi vì nó dễ tan. Và bỉ là mình cố gắng nhập với nguyên bao. Chúng ta đừng quan tâm là cái bao màu gì. Bao nylon nhập khẩu đó, nhập khẩu nguyên bao. Và chúng ta cũng đừng quan tâm là cái hạt nó như thế nào. Vấn đề là bón ra nó có tan nhanh không, mà có thối không, và nó có tốt hay không. Đó, cần thì cần cái chất lượng, nó không phải là màu mè hoặc là cành làm gì. G6 hàng này là hàng G6 và cắt rồi.
Để tránh cái trường hợp đấy thì sao? Chúng ta đã bỏ tiền ra thì tại sao chúng ta không mua thử một bao vậy? Rồi nói với người bán, nếu xảy ra cái chuyện như thế này thì các ông phải đền cho tôi và các ông phải trả lại cho tôi. Đấy, bù đắp lại cho tôi. Hoặc chúng ta nghi ngờ chúng mua một hai bao về tôi bón thử. Và bón đã bón thử là đừng có đem nắm phân chúng ta ném vào trong cái chậu, rồi chúng ta thả nước vào xem có tan hay không. Và muốn thử độ tan của nước là cũng mang ngay ra cái cây này. Đó, chúng ta tưới sơ nước. Rồi sau đó chúng ta tưới lại. Và nếu một ngày đấy nó chai phân, nó không tan thì có nghĩa là phân hữu cơ của chúng ta là kém chất lượng, khó tan. Còn bón vào mà thấy nó tốt xanh rồi, thì bây giờ nó cho cái ure vào thì sao mà không xanh không tốt được. Đấy, đây da bò của các bác đây. Đó, cố gắng mà làm được cái da bò như này là cũng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu rồi. À, ví dụ như là 2 hộp 2 hộp 7 lên là hàng nhất rồi. Đấy, da bò đây. Nên là ai nói thẳng luôn, cô chú anh chị nào cần hiểu về phân hữu cơ, cần nếu góp ý thêm thì cứ kết bạn Zalo em góp ý cho, vì em cũng biết chút chút để chúng ta mua phân, tại vì em không có thể bán lên đi xa được. Em bán quanh quanh, em cũng bán hữu cơ Bỉ quanh quanh Bình Phước, Bình Dương rồi. Đấy, cái như này đây dụng hết chưa, phán quá thì phán giỏi. Nên là chúng ta phải cẩn thận, bỏ tiền ra rồi đừng có phân riếc chúng rộng một lần đủ các loại, vừa phải thôi, nó đáng cái đồng tiền nhưng mà nó hiệu quả. Phân bón là bón một lần nhiều. Đây quay một hàng các bạn xem, cây nào cây đấy đều nhiều trái nhá, mà lá mà thu xong như này đây. Cái này 60 trái. Nhưng mà chưa nói đến cái chi phí, chi phí thì còn thấp nữa, thấp hơn với người ta nữa, bị đặt như thế này ha. Rồi, mong mọi người nói chung là em chỉ đi quay và chia sẻ những cái gì mà mình làm, mình thấy, mình học được. Có cái đúng, có cái chưa đúng lắm. Nên là mong mọi người góp ý, góp ý chân thành và cho nó đúng đắn, học hỏi, chia sẻ học hỏi lẫn nhau chứ không phải là để đả kích hay sao. Này này em cũng cảm ơn rất là nhiều anh chị cô chú luôn ủng hộ, động viên mình, bởi vì mình chia sẻ đấy mình chả vì cái gì hết, vì giúp được ai cái gì nó là một niềm vui thôi.